Hello, xin chào quý khách quay lại với cửa hàng mắt kính tái quang. Thì hôm nay bên Liêm mới ráp xong cái chồng của Rizzo Sapphire của công ty Essilor ha, Pháp. Đó. Vào cái kính của anh Hưng ha, bên Đà Lạt. Thì cái cặp chồng của Essilor Pháp á, thì mỗi cái cặp chồng này nó có bao bì chính hãng nè. Cái thứ hai á, là nó có những cái thông tin đầy đủ để chúng ta được việt hóa, để chúng ta có thể tìm hiểu được cái kính của chồng Essilor. À, cái thứ ba là cái thẻ ha, à, cái thẻ chứng nhận chính hãng của cái công ty Essilor Pháp ha, đây, à, certificate gồm cái khăn của Rizzo nè, à, và một cái bộ kit để chúng ta biết được cách sử dụng của kính nó như thế nào ha. Rồi thì khi mà Liêm làm xong là số là những cái này là Liêm sẽ giao lại cho khách hàng hết ha, à, gồm cái bộ kit, à, thẻ, là đây cái bao bì để cho chúng ta biết được đây là cái chồng chính hãng của Essilor Pháp ha, và cái cách nếu mà chúng ta có thể kiểm tra được cái chồng nó như thế nào nữa. Đó là mọi người có thể xem cách của kiểm tra của hôm nay Liêm có thể ấy cho mọi người nha. Thì cái chồng Essilor Pháp thì nó có một cái logo ẩn ẩn ở trong cái kính ha, cái cặp chồng kính. Thì Liêm có thể sử dụng những cái nước xịt chai nè, nước rửa kính ha. Đó, Liêm xịt vào. Đó, Liêm xịt vào ha. Đó. À, cái này là mới nè. Đó, được rồi, Liêm xịt vào ha. Đó, mọi người coi nè, Liêm ấy ha. Đó, mọi người thấy cái chữ Rizzo không? Đó, đây, ở đây, đây, đây. Có thể là mọi người hơi khó thấy đúng không? Tại chỗ này môi trường nó hơi sáng, nhưng mà mọi người thấy được cái sự phản quang của Rizzo nè. Đó. À, cái ánh lình logo nó bị phản quang lên ha. Và bên này cũng vậy nha. Đây, Liêm sẽ làm luôn. Đó, mình có kiểm tra là từng miếng kính là cái này nó có phải là chính hãng không? Thì mình có thể mình kiểm tra được. Đó, bằng thông qua mình xịt nước nè. Đó, đây, đó mọi người thấy cái chữ Rizzo ở đây. Đó. Thì đây cái vòng tròng đây. Đó, mọi người thấy được cái chữ phản quang này ha. Đó. Rất là mờ. Nhưng mà nếu mà mình nhìn mắt thường là mình sẽ thấy rất là rõ. Nhưng mà quay video á, thì Lê không biết là mọi người có thấy rõ không. Nhưng mà đây là rất là chi tiết ha. Đó, cái dòng chữ Rizzo. Đó. Trên cái chồng kính của Essilor Pháp ha, chính hãng ha. Đó, thì nó tương đương với chữ Rizzo này ha. Đây đây đó. Trong kính này nó rất là dễ vệ sinh ha, đó, và nó chống hấp hơi. Khi đây là cái thời buổi mà bây giờ mình sử dụng mang khẩu trang rất là nhiều á, thì cái chồng này nó sẽ rất là thích hợp, nó sẽ chống hấp hơi nè. Đó, khi mình mang khẩu trang này nó sẽ không bị động hơi, nó không ảnh hưởng tới cái tầm nhìn của chúng ta ha. Đó. Hai là cái chồng kính này là cái chồng kính chống chói 360 độ ha. Đó, theo khuyến cáo của cái nhà sản xuất nè, chống phản quang 360 độ thì nó chống chói ha, chống phản quang là chống chói. Đó, hạn chế chày, hạn chế vân tay, hạn chế bám nước và hạn chế bụi luôn ha. À, thì cái tính chất trồng này thì đó đây rất là đặc biệt của cái tập đoàn Essilor Việt Nam ha, bán ra. Đó, đây là có ghi giá bán lẻ luôn ha. Rồi. Đó, đây là Liêm có nói về cách kiểm tra cái chồng của Rizzo Essilor. Nếu mà mình không có cái bao chồng, không có cái thẻ thì mình có thể kiểm tra bằng cái cách này như thế như vậy ha. Đó, rồi cái những cái tính năng này thì mình cũng chồng kính thì mình có thể lên Google search rất là dễ dàng. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị nha. Liêm chuẩn bị đóng gói và chuyển cho anh Hưng ở bên Đà Lạt đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.